Nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của Lulu Ohio. Nàng trong Ohio về chuyện tình yêu của các nàng ra làm sao, cũng như là gu bạn trai của các nàng sẽ như thế nào. Hôm nay thì có một dịp là Nunu đang đi quay phim với một vài thành viên của Ohio, thì Nunu sẽ thử đặt câu hỏi cho một vài thành viên của Ohio nha. Let's go. Chào tất cả mọi người, mình là Mirai. Chào tất cả mọi người, mình là Nip. What the hell? Sau đây sẽ là luật chơi. Chino sẽ đưa ra các câu hỏi và hai câu trả lời cho các bạn. Các bạn chỉ cần chọn một trong hai là ok luôn. Bạn thích độc thân hay là có người yêu? Độc thân. Độc thân. À không có yêu, không có người yêu em. Rồi bây giờ hỏi gu người yêu nè, em thích lạnh lùng hay là vui tính? Cả hai. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Chả lẽ mình lại đứng lên chửi nó? Không, chọn một trong hai. Chọn một hả? Ừ. Chị thấy em là người vui tính hay là lùng? Vui. Thôi chọn người lạnh lùng đi. Cho hai đứa mà nhói quá thì cũng thành cái chờ. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. À, thích lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Lớn. Bad boy hay là good boy? Good. I am a good boy. Bét. Rồi, sáu muối hay là bụng mỡ? Tất nhiên là sáu muối. Trai hay gái? Chết rồi. Mình bị mê gái đẹp nhưng mà thích con trai. Ok, bây giờ quan điểm mình đi một chút xíu là em thích yêu xa hay là yêu gần? Yêu xa. Tất nhiên là yêu gần rồi. Hướng nội hay hướng ngoại? Chắc hướng nội quá. Hướng nội. Ừ. Thích người trọng sự nghiệp hay là tình yêu? Tình yêu. Chưa cho à? Quên rồi, em quên rồi. What the hell? Thích người trọng sự nghiệp hay là tình yêu? Trọng. Tình yêu đi. Hãy về đội của chị. Yêu. Yêu. Ok, bây giờ đặt một vài câu hỏi cho Mirai nha. Mirai thích độc thân hay là có người yêu? Có người yêu. Cô bạn trai của Mirai là lạnh lùng hay vui tính? Lạnh lùng. Lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Bằng tuổi. Lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Bằng tuổi. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Chả lẽ mình lại đứng lên chửi nó? Đâu có chọn đi. Lớn tuổi. Ok, bad boy hay good boy? Sao muối hay là bụng mỡ? Sao muối. À, này quan trọng nè, trai hay gái? Gái. Giờ em thích là yêu xa hay yêu gần? Yêu em. Đỉnh. Giờ hướng nội hay hướng ngoại? Hướng em. Hướng em. Kiểu gì? Tất nha, câu cuối. Chọn sự nghiệp hay là chọn tình yêu? Chọn em. Baby up here. Never let feel. Baby up here. Oh, wow. Và sau đây sẽ là phần tình huống mà Chino đặt ra. Bây giờ ví dụ như là bạn trai của nếu mà đi thả tim ảnh gái đẹp các thứ, hoặc là What? Gái sexy, gái mặc bikini các thứ, thì em sẽ như thế nào? Thả tim thì em sẽ đi thả tim trái là chắc chắn là hằng sẽ tức lại thôi, thì mình sẽ nói rồi mí thế nào đúng không? Tại sao mày làm được mà tao không làm được? Được. Đúng không? Đúng không?
đúng không? Tức là nó đối xử với mình như nào mình phải đối xử lại với nó vậy. Rối. Thà phân đồ ăn gãy mình, thà phân đồ ăn cái. Là bây giờ nếu mà em trong một mối quan hệ kiểu như không rõ ràng á thì em sẽ xử lý như thế nào? Em hả? Không rõ ràng. Em sẽ lên tỏ tình hàng Mỹ. Nè ha, hỏi thiệt bây giờ lại đi, bây giờ em trong một quán không rồi em sẽ làm cái gì? Nói thật lòng nha. Em sẽ đuổi bạn đó đi coi phim. Nụ cười làm em tan chảy mất. Thôi trả lời thiệt lần cuối nha, trả lời thật lòng là nếu mà Mira trong một mối quan hệ không rõ ràng, bạn đó lúc nào cũng im lặng thì mình sẽ xách phone đi lên và đi vô trong đó một mình. Tình yêu của Nếp là cái gì? Trong ngôn tình yêu của em thì là không có trong ngôn chi hết, miệng ráng có tình yêu là được và quá rồi. Ok, trong ngôn tình yêu của em là cái gì? Trong ngôn tình yêu của em là có không giữ mất tiết ghê. What the hell? Ok, tự nhiên cái quay cái vlog cái hơi hại mình một xíu là hơi bị khịa nhau luôn nha mọi người. Nhưng mà mọi người cũng biết được quan điểm của một vài các nàng của Ohio về tình yêu như thế nào rồi đúng không nào? Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog này của Nu nha. Và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ những vlog tiếp theo của Nu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. See ya.